Với quyết tâm khắc phục khó khăn, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, không để các loại tội phạm lợi dụng địa bàn thực hiện các hành vi phạm pháp. Trong những năm qua, ngoài nhiệm vụ huấn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác biên phòng, đồn biên phòng Mường Pồn, bộ đội biên phòng Điện Biên còn chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, rèn luyện nâng cao sức khỏe thể lực cho cán bộ chiến sĩ theo yêu cầu của nhiệm vụ. Nhờ đó, liên tục trong nhiều năm liền, đồn biên phòng Mường Pồn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, luôn đạt đơn vị vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc đoạn tuyến biên giới được giao quản lý. Đồn biên phòng Mường Pồn, bộ đội biên phòng Điện Biên được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn tuyến biên giới dài 31,5 km với 15 cột mốc trên tuyến biên giới Việt-Lào thuộc địa phận 2 xã với 22 bản. Địa hình trên tuyến biên giới này chủ yếu là rừng rậm, núi cao hiểm trở với nhiều khe suối sâu gây khó khăn cho công tác tuần tra kiểm soát đường biên cột mốc, nhất là vào mùa mưa. Với quyết tâm khắc phục khó khăn, quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, không để các loại tội phạm lợi dụng địa bàn thực hiện các hành vi phạm pháp, đồn biên phòng Mường Pồn ngoài việc xây dựng kế hoạch huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ công tác biên phòng thì công tác rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ luôn là nội dung được đồn quan tâm chú trọng. Chính vì vậy, trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ của đồn luôn có thể lực, sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Vượt vật cản K91 là một trong những nội dung huấn luyện thể lực đặc biệt quan trọng đối với cán bộ chiến sĩ. Để hoàn thành được nội dung này, ngoài yêu cầu có một thể lực tốt, cần phải có sự khéo léo, nhanh nhẹn và sự dũng cảm để vượt qua tất cả các vật cản hoàn thành bài tập. Đại úy Trần Văn Sĩ cho biết, trong nội dung luyện tập vượt vật cản K91, yêu cầu đặt ra là chiến sĩ phải nắm chắc kỹ thuật xuất phát, vượt qua các chướng ngại vật, có thể lực, sức khỏe bền bỉ, dẻo dai. Để thực hiện được nội dung này, đơn vị đã tổ chức cho bộ đội luyện tập từ động tác cơ bản đến từng phân đoạn và cuối cùng là tập tổng hợp. Hàng tuần, đơn vị đều duy trì luyện tập kết hợp với kiểm tra và hội thao nhỏ nhằm khích lệ động viên các chiến sĩ thi đua rèn luyện sức bền, sự khéo léo, tinh thần dũng cảm, tự tin, quyết đoán, xử lý tốt các tình huống thường gặp trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới được giao quản lý. Bài tập vật cản K91 này nó yêu cầu thể lực rất là cao. Vì thế trong cái yêu cầu như thế thì chúng tôi cũng thường xuyên là tăng cường công tác giáo dục cho các đồng chí chiến sĩ là nắm vững được cái thành thạo cái động tác vượt vật cản, và ngoài cái giáo dục để nắm vững cái động tác vượt vật cản thì trong các giờ tập thể lực hàng ngày thì chúng tôi cũng tăng cường cho các đồng chí tập thể lực để nâng cao cái thể lực của mình. Thứ hai là cũng qua cái buổi mà thể dục thể thao, chúng tôi cũng tăng cường các hoạt động giao lưu và thi đấu để nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của các đồng chí trong cái công tác là học tập và cũng là rèn luyện thể lực của mình. 1, 2, 3, 4. Là một nội dung quan trọng trong kế hoạch huấn luyện của đơn vị, đó là huấn luyện võ biên phòng cho cán bộ chiến sĩ. Thông qua huấn luyện võ thuật nhằm tăng cường sức khỏe, trình độ khả năng của cán bộ chiến sĩ đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tránh thương vong cho bản thân và đồng chí đồng đội. Ngoài các nội dung huấn luyện võ thuật cơ bản, ban chỉ huy đồn còn chú trọng huấn luyện các nội dung võ thuật đối kháng tay không, đánh bắt đối tượng có sử dụng vũ khí. Đây là những nghiệp vụ giúp cán bộ chiến sĩ đánh bắt đối tượng hiệu quả, an toàn, ít tốn sức và giữ được yếu tố bất ngờ cao. Cái mục đích của cái huấn luyện võ cho bộ đội tại đơn vị thì thứ nhất là huấn luyện thể lực cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, thứ hai là nâng cao được cái trình độ phục vụ cho sẵn sàng chiến đấu và đánh bắt tội phạm ở khu biên giới. Cái nội dung thì tập trung vào các cái thế võ truyền thống của bộ đội biên phòng. Trong các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời thì anh em cũng từng cặp một là quá trình tập võ thể dục, hay là cặp một là tập trung lại quan sát nhau để đánh đối kháng, để nâng cao cái thành thục từng động tác hơn.
Đầu tiên mới vào chưa quen thì chúng tôi cũng gặp khó khăn thời tiết này, lại cả thể lực. Mà cách khắc phục là chúng tôi cũng rèn luyện thêm thể lực, võ thuật và xà kép, xà đơn và tất cả những môn thể thao ở trong đơn vị có. Bản thân tôi cũng nâng cao được sức khỏe và làm tốt nhiệm vụ của mình được giao. Bên cạnh huấn luyện các nội dung thể lực, võ thuật, đồn biên phòng Mường Pồn còn thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ nghiệp vụ tuần tra bảo vệ biên giới. Đối với những chiến sĩ mới về đơn vị, sẽ được huấn luyện những vấn đề cơ bản như cách nhận biết địa hình, đoạn tuyến biên giới được giao quản lý, các quy định của pháp luật khi ra vào khu vực biên giới, đội hình hành quân, vũ khí trang bị, phương tiện mang theo, các bước thực hành xử lý những tình huống thường gặp khi làm nhiệm vụ. Trong nội dung này, các chiến sĩ được thực hành đội hình tuần tra, chuẩn bị tiếp cận cột mốc biên giới. Phía trước, cách đây 300m. Thông qua sự hướng dẫn của cán bộ huấn luyện, các chiến sĩ nắm được thứ tự, nội dung, phương pháp triển khai đội hình tuần tra trước khi tiếp cận khu vực cột mốc quốc gia để tiến hành kiểm tra, đánh dấu, kịp thời phát hiện và xử lý những tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn trên tuyến biên giới được giao quản lý. Khi đi tuần tra, chúng tôi gặp nhiều khó khăn, địa hình hiểm trở, đồi núi, sông suối, dốc đá cao. Chúng tôi đi mùa hè thì nắng nóng, mùa mưa thì lại trơn trượt. Chúng tôi thường thường đi hết các mốc vào khoảng 10 đến 15 ngày. Ở đơn vị thường xuyên tổ chức rèn luyện thể lực cho anh em và có tác dụng rất nhiều, vì là rèn luyện thể lực, mình rèn luyện kỹ năng để đáp ứng yêu cầu đi tuần tra bảo vệ biên giới. Ngoài nội dung huấn luyện quân sự và nghiệp vụ công tác biên phòng, công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống luôn được đơn vị coi trọng và tiến hành bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú đa dạng. Qua đó, kịp thời định hướng tư tưởng, xây dựng quyết tâm khắc phục khó khăn cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Đại úy Trần Anh Tuấn, chính trị viên phó đồn Mường Pồn cho biết, cán bộ chiến sĩ của đồn có trình độ nhận thức không đồng đều, nhất là số hạ sĩ quan, chiến sĩ là con em đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới. Chính vì vậy, để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đơn vị đã vận dụng nhiều phương pháp phù hợp như kết hợp giáo dục với truyền thụ kinh nghiệm, lấy dẫn chứng các tấm gương tiêu biểu của đơn vị trong lực lượng biên phòng để học tập và làm theo, cùng với xem truyền hình, đọc sách báo để cán bộ chiến sĩ trau dồi kiến thức, nắm bắt thông tin, tăng cường thêm sự hiểu biết và vốn sống, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đơn vị cũng rất là chú trọng cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nhất là tập trung cho cái số hạ sĩ quan binh sĩ là cái đối tượng con em các dân tộc ở trên biên giới. Thì với đối tượng này có cái nhận thức còn hạn chế hơn và đặc biệt là không đồng đều. Tuy nhiên là nhận thức rõ tình hình như vậy thì cấp ủy cũng tập trung vì từ cái công tác chuẩn bị giáo án cho đến cái phương pháp và bồi dưỡng cho cán bộ lên lớp chúng tôi cũng rất là chú trọng. Thế thì bên cạnh cái phương pháp truyền thống là thuyết trình giảng dạy thì chúng tôi cũng đi sâu vào cái việc là lấy những cái dẫn chứng cụ thể của trên thực tế, đặc biệt là những cái thông tin chính thống trên thời sự, các cái báo đài của Trung ương để chúng tôi định hướng cho cán bộ chiến sĩ. Huấn luyện gắn với rèn luyện là nội dung được đồn biên phòng Mường Pồn thực hiện chặt chẽ, nhất là duy trì nghiêm việc rèn luyện hành quân xa, hành quân ban đêm mang vác nặng, vượt qua các loại địa hình phức tạp, xử lý những tình huống xảy ra trong đêm tối. Thông qua đó đã giúp cho cán bộ chiến sĩ có sức khỏe dẻo dai, có tinh thần kỷ luật cao, tinh thần đồng đội, tâm lý vững vàng, phản ứng nhanh nhạy và khả năng thích ứng, nhận biết được địa hình và cách xử lý các tình huống trong đêm, phục vụ tốt nhiệm vụ tuần tra trên tuyến biên giới đồn quản lý. Đồn biên phòng Mường Pồn quản lý đoạn biên giới dài 31,5 km, gồm có 15 cột mốc, địa bàn quản lý 2 xã với 22 bản. Từ cái tình hình thực hiện nhiệm vụ như vậy, do vậy mà chúng tôi rất cần đến sự rèn luyện thể lực cho cán bộ chiến sĩ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong công tác quản lý bảo vệ biên giới và công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Từ cái nhiệm vụ đặt ra như vậy thì chúng tôi xác định cái công tác
huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ cán bộ chiến sĩ là rất quan trọng, nhằm mục đích là tạo được cho cán bộ chiến sĩ có sức khỏe nhanh, mạnh và bền để phục vụ tốt cái nhiệm vụ. Đưa qua xuống dưới ở bên dưới chân phải. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp trên nên chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực của đơn vị từng bước được nâng cao. Cán bộ chiến sĩ của đồn đã có sự trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị, kiến thức quân sự chuyên ngành cùng với sức khỏe bền bỉ dẻo dai. Liên tục trong những năm gần đây, đồn biên phòng Mường Phồn giữ vững thành tích đơn vị vững mạnh toàn diện, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc đường biên cột mốc và an ninh trật tự trên địa bàn đồn quản lý, trở thành đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của bộ đội biên phòng Điện Biên.